Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã ai cho tự do với những nội dung chính sau đây Đồng Nai khởi tố 13 cán bộ giúp doanh nghiệp bán đất công Bình Định 2 năm tù giam cho cựu đại úy công an chiếm đoạt tiền của can phạm Bộ xây dựng giảm mục tiêu xây nhà ở xã hội xuống còn 1 triệu căn đến năm 2030 Bắc Kinh đối máy bay Mỹ Giải danh máy bay, bay dân sự để do thám Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về Ukraine, Việt Nam bày tỏ quan ngại về chiến tranh. Thành phố Hồ Chí Minh nói tìm được việc làm cho hơn 2.000 công nhân mất việc của Bò Dêm. Admin trang mạng xã hội thân chính phủ bị khởi tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. 13 lãnh đạo tại tỉnh Đồng Nai đã bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tại dự án dân cư thương mại Phước Thái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra như trên, đồng thời nêu rõ, ngoài 13 cán bộ bị khởi tố, nhiều cán bộ khác tại tỉnh này cũng bị đề nghị truy tố. Tờ pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin trên trong ngày 23 tháng 2. Trong số 13 cán bộ bị khởi tố, có các ông Lê Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Nguyễn Tấn Long, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Nguyễn Tấn Tài, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa. Nguyễn Tấn Vinh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa. Hồ Bá Minh, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Biên Hòa. Võ Cao Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Phước. Theo kết luận của công an Đồng Nai, các lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia trong vụ án này đã có hành vi lập khống tài liệu, biến đất công thành tư, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 79 tỷ đồng. Mặc dù số tiền thiệt hại đã được thu hồi và khắc phục, nhưng cơ quan điều tra xác nhận hành vi của các bị can thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Lê Thanh Trung, cựu đại úy, phó đội trưởng, đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vân Cành, tỉnh Bình Định, bị tuyên 2 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử huyện Vân Cành đã tuyên mức án như trên trong ngày 23 tháng 2. Khép lại phiên xử sơ thẩm, cựu đại úy Trung, truyền thông nhà nước loan tin trên trong cùng ngày. Trước đó, ông Trung đã bị tước quân tịch, khai trừ đảng. Theo cáo trạng, Lê Thành Trung được phân công nhiệm vụ phụ trách công tác nhà giam giữ, hỗ trợ tư pháp, dẫn giải can phạm thi hành án tại nhà tạm giữ công an huyện Vân Canh. Vào tháng 7 năm 2021, nhà tạm giữ công an huyện Vân Canh tạm dừng giải quyết việc cho các bị can thăm gặp thân nhân do tình hình Covid. Lợi dụng điều này từ tháng 7 năm 2021 đến đầu tháng 11 năm 2021, ông Trung đã nhiều lần vào buồng tạm giam, tiếp xúc với bị can và đưa điện thoại cho các bị can gọi điện về cho gia đình, người thân, chuyển tiền để mua đồ ăn thêm. Ông Trung sau đó đưa số tài khoản ngân hàng của mình để gia đình các bị can chuyển tiền vào. Tổng cộng, Trung đã nhận từ gia đình, người thân, các bị can tổng số tiền 42 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ chi hơn 1,4 triệu đồng để mua đồ ăn cho hai bị can, số tiền còn lại Trung chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tại tòa, Trung nhận tội và không cần luật sư bào chữa. Bộ xây dựng vừa đề xuất đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo đề án mới này, số căn nhà xã hội xây đến năm 2030 sẽ giảm từ 1,4 triệu xuống hơn 1 triệu và vốn thực tế cũng giảm 280.500 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 23 tháng 2, ngay khi bộ này báo cáo Thủ tướng sau khi lấy ý kiến của các thành viên chính phủ. Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng giảm mục tiêu đề án xây nhà ở xã hội xuống 1 triệu 062.200 căn, giảm 354.500 căn so với đề xuất ban đầu. Đồng thời, giảm nguồn lực thực hiện còn 849.500 tỷ đồng, giảm khoảng 280.500 tỷ đồng. Giải thích lý do giảm mục tiêu xây nhà ở xã hội gần 400.000 căn, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, nhiều thành viên chính phủ đã bày tỏ băn khoăn và đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng căn nhà ở xã hội, làm rõ nguồn lực thực hiện đề án. Ngoài ra, con số 1 triệu 062 000 căn nhà trong đề án lần này đã được bộ tổng hợp theo số liệu báo cáo của các địa phương trên cơ sở chương trình kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng. Tờ Hoàng Cầu Thời báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 20 tháng 2 có bài viết cáo buộc Mỹ sử dụng máy bay giả danh dân sự để do thám hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông, Tờ báo nói trong năm 2022, Mỹ đã tiến hành hơn 600 hoạt động do thám như vậy đối với Trung Quốc. Global Times trích dẫn thông tin tình, tình báo từ công ty Misavision cho biết, Mỹ đã sử dụng tất cả các loại thiết bị do thám trên không, đôi khi là máy bay dân sự, khinh khí cầu. Misavision cho rằng, con số các hoạt động do thám này của Mỹ có thể cao hơn, vì có khi máy bay Mỹ tắt hệ thống phát tín hiệu ADSP hoặc sử dụng nhận dạng giả, các máy bay do thám của Mỹ được Global Times cho biết, dựa theo thông tin của Misa Vision, bao gồm máy bay do thám tín hiệu điện tử EP-3E, máy bay do thám và tuần tra trên biển p máy bay do thám RC-135, máy bay e 8 c và máy bay do thám tầm cao U-2. Misa Vision còn bổ sung thêm rằng quân đội Mỹ đã sử dụng tàu chiến giả danh là tàu thương mại và thay đổi cốt nhận dạng để do thám hoạt động của Trung Quốc ở đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa. Thông tin này được đưa ra vào khi có những căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc trên bầu trời nước Mỹ hồi đầu tháng này. Liên Hiệp Quốc trong ngày 23 tháng 2 sẽ tiến hành bỏ phiếu về cuộc chiến Nga-Ukraine nhân kỷ niệm một năm từ ngày Nga đưa quân xâm lược nước láng giềng. Trong khi đó, đại diện Việt Nam tại Liên hiệp quốc bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự và kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Theo Reuters, bản nháp nghị quyết không mang tính ràng buộc, sắp sửa được bỏ phiếu của Liên hiệp quốc có sức nặng về chính trị khi phản ánh yêu cầu mà Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã đưa ra hồi năm ngoái với Moscow là rút toàn bộ quân khỏi Ukraine và chấm dứt xung đột. Nga mô tả văn bản này là không công bằng và chống Nga đồng thời thúc giục các quốc gia khác bỏ phiếu chống. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 23 tháng 2 cho biết, tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine hôm 22 tháng 2. Đại sứ Việt Nam Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại Ukraine trong một năm qua, cũng như diễn biến đáng lo ngại gần đây. Đại diện Việt Nam cũng nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hiệp Quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản quan trọng hàng đầu là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Giới chức Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho biết, thành phố đã kết nối với 15 doanh nghiệp tìm được việc cho hơn 2.300 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hoyuen Việt Nam bị mất việc trong tháng này Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố cho biết tại họp báo về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn này vào ngày 23 tháng 2 rằng thành phố đã kết nối 15 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 3.200 lao động để giới thiệu cho hơn 2.300 công nhân nhà máy Yuan. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yuan Việt Nam thuộc tập đoàn quốc tế Pouchen của Đài Loan hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày là công ty đông lao động nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng hơn 50.000 người. Ngay sau khi có tin Yuan cắt giảm lao động. Thành phố Hồ Chí Minh hôm 20 tháng 2 đã ra chỉ đạo khẩn yêu cầu ủy ban nhân dân quận Bình Tân, nơi có nhà máy Poyuan, chủ động theo dõi, giám sát chặt tình hình liên quan bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong diện bị cắt giảm. Công đoàn thành phố dự báo năm 2023 đơn hàng ở một số ngành doanh nghiệp giảm đến 40%, đơn giá giảm 20%, việc làm của người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng. Admin trang Facebook thành chính phủ có tên Bitvn vừa bị khởi tố để điều tra về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Truyền thông nhà nước cho biết, vào ngày 23 tháng 2, các cơ quan chức năng thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố Trương Ngọc Tuấn, 38 tuổi, trú quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Trương Ngọc Tuấn còn được biết đến với cái tên Tuấn Saker. Hôm 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết, đã bị công an địa phương phát hiện bắt quả tang có tàn trữ trái phép chất ma túy tại phòng khách sạn ở phường Cầu Mây, thị xã Sapa. Chứng cứ thu giữ tại hiện trường gồm 29,93 gram ma túy, bao gồm ma túy tổng hợp MDMA, ketamine, cần sa và một số chất nghi là ma túy tổng hợp khác. Tuấn khai với công an là đi từ Hà Nội lên thị xã Sapa, rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại. Toàn bộ số ma túy kể trên, Tuấn đã mang đi từ nhà để sử dụng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình tin tức thời sự của Bay Việt Ngữ đã cho tự do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook ở tiếng Việt.